Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn chủ đề Lý Quang Diệu trong cái cuốn sách kinh điển là Hồi ký Lý Quang Diệu. Lý Diệu đã từng nói rằng nếu bạn có chí mà bạn không kiếm được tiền thì chí đó là chỉ nhớ. Học vị cao, địa vị cao, bằng cấp kinh điển, học những trường xịn mà không kiếm được tiền, đó là những thứ vớ vẩn. Và các bạn hãy lưu ý điều này, tôi muốn nhắn gửi đến những bạn học sinh, những bạn sinh viên, thanh niên đang cái sở hữu những cái bằng cấp, những cái học những nơi, những trường xịn, nhưng mà các bạn vẫn không kiếm được tiền, thì các bạn hãy lưu ý rằng điều này bạn năng thuyết bất năng hành. Hãy lưu ý các bạn, cho dù bạn kiếm được tiền nhiều hay tiền ít, đó là một vấn đề. Ở đây chưa bàn các bạn là kiếm tiền ít hay tiền nhiều, nhưng bạn phải kiếm tiền. Các bạn hãy kiếm được tiền cái đã. Hãy nhớ rằng ra thương trường bạn muốn kiếm được tiền, bạn cái tôi phải nhỏ, sĩ diện tự phải nhỏ, tự ái phải nhỏ. Bạn phải chịu đựng được những cái sỉ nhục, những cái chê bai, những cái phê bình của người khác. Bởi vì các bạn nhớ rồi, các bạn ra trường, nếu đại học bạn mới 22 tuổi thôi, nếu bạn thấy sẽ thạc sĩ học tiếp tục thì 26 tuổi, bạn học tiến sĩ thì bạn mới 30 tuổi. Kinh nghiệm trường đời bạn không có, kinh nghiệm về cuộc sống bạn không có, kinh doanh về kiếm tiền bạn không có, thì bạn hãy cái tôi phải nhỏ, sĩ diện phải nhỏ, tự ái phải nhỏ, và ra thương trường các bạn phải làm điều khách hàng thích, làm điều thị trường cần, thì các bạn mới có thể kiếm được tiền. Quan trọng các bạn hãy nhớ rằng mình học những nơi trường xịn, trường tốt, học đại học, học trung cấp, cao đẳng, thì cái tiêu chí đầu tiên ra thương trường phải kiếm được tiền. Tôi lặp lại, muốn kiếm được tiền thì cái tôi phải nhỏ, sĩ diện phải nhỏ, tự ái phải nhỏ. Bạn phải chịu đựng những cái lời chê bai, những lời phê bình, những lời chỉ trích của người khác, thì có như thế bạn mới kiếm được tiền. Bạn hãy like, comment, chia sẻ cho nhiều người video này, và hãy chia, và các bạn hãy đăng ký kênh của tiến sĩ Lương Từ. Cảm ơn các bạn.